Vừa qua tại Hà Nội, Công đoàn Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam Vinataba long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn Tổng Công ty lần thứ 6 nhiệm kỳ 2023-2028. Dự đại hội có đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Phan Văn Bản, Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam. Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Vinataba nhiệm kỳ 2018-2023, Chủ tịch Công đoàn Vinataba Hồ Kỳ Quốc Hùng cho biết, nhiệm kỳ qua, tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành thuốc lá tại thị trường nội địa và xuất khẩu. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo của Công đoàn Công thương Việt Nam, của Đảng ủy Vinataba, cùng với sự ủng hộ, tạo điều kiện của lãnh đạo tổng công ty, các đơn vị, hoạt động Công đoàn Vinataba đã thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 5 và các nghị quyết hội nghị ban chấp hành khóa 5, tiếp tục khẳng định được vai trò, vị trí, chức năng, nói lên tiếng nói của người lao động, tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào công nhân lao động. Trong 5 năm qua, toàn tổng công ty đã có 900 sáng kiến với giá trị làm lợi trên 112 tỷ đồng. Tổng số tiền tiết kiệm từ phong trào thi đua tiết kiệm đã lên trên 137 tỷ đồng. Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, đại hội đã thông qua khẩu hiệu hành động: Công đoàn Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam đoàn kết, đổi mới, dân chủ, thiết thực, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ, công nhân lao động, vì sự phát triển bền vững của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam. Bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam lần thứ 6 với 15 đồng chí ủy viên Ban chấp hành, được sự tín nhiệm cao, đồng chí Hồ Kỳ Quốc Hùng tái đắc cử vị trí Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.